Thưa quý vị và các bạn, hoạt động của ngành đường sắt 5 tháng qua liên tục thua lỗ, thiếu nguồn vốn bảo trì duy tu tuyến và chậm trả lương cho người lao động tới mức phải gửi văn bản cầu cứu tới Thủ tướng Chính phủ, đang cho thấy nếu không sớm có những giải pháp tích cực thì ngành này sẽ phải đối mặt với không ít rủi ro. Trong khi đó, dịch COVID-19 đang bùng phát diễn biến phức tạp, hiện đã và đang gây nguy cơ cho ngành này tiếp tục lao dốc không phanh khi mà lượng hành khách đi tàu ngày càng giảm sút nghiêm trọng, ghi nhận của VTC14. Khó khăn là năm nay thực hiện cái nghị định 65 là phương tiện của chúng tôi có rất nhiều cái phương tiện là phải bị không được đem vào sử dụng, bởi vì là quá niên hạn sử dụng. Tuy thực tế thì chất lượng nó vẫn còn đảm bảo, thì chính vì thế là cái phương tiện năm nay là cũng sẽ bị thiếu hụt so với tại những cái thời điểm cao điểm. Đây chính là những khó khăn mà những người đứng đầu ngành đường sắt đang phải băn khoăn, trăn trở thời gian qua. Trong khi đó, thực tại cho thấy, 2 năm qua, lượng hành khách đi lại các ga đường sắt ở các tỉnh, thành phố bị sụt giảm nghiêm trọng. Có những thời điểm lượng hành khách giảm tới 80-90%, dù rằng công tác phòng chống dịch COVID-19 và chất lượng dịch vụ vận tải không ngừng được triển khai đổi mới và nâng cao theo thời gian. Và thực tế tại ga Hà Nội thời gian qua, lượng hành khách đi tàu đang giảm hẳn. Vào những khung giờ cao điểm, hành khách đi tàu chỉ lác đác vài hành khách. Thậm chí trong khu vực bán vé, nhân viên bán vé thời gian ngồi chơi nhiều hơn thời gian làm việc. Công đi làm nó không được như ngày trước, nhưng mà cũng cố gắng là sắp xếp rồi giãn cách hoặc là nghỉ để đảm bảo, cố gắng là mọi người đều có cái thu nhập ở cái mức độ tương đối để mà cùng với ngành để vượt qua cái khó khăn trong thời gian có thể là vừa qua và sắp tới. Mong muốn được nhà nước cũng quan tâm và làm sao cũng có được những các cái hỗ trợ đầu tư để làm sao mà chúng tôi có thể là có những các cái cơ sở hạ tầng rồi những cơ sở vật chất để phục vụ hành khách được tốt nhất, kéo lại được những các cái thị phần và làm sao để phục vụ mà cái khách hàng được tốt nhất. Khách vắng rõ ràng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn vốn bảo trì đường sắt của ngành này. Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ tháng 4 vừa qua, có 20 doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang gặp khó khăn về nguồn vốn bảo trì và trả lương. Trong công tác phòng dịch thì chúng tôi vẫn thực hiện đúng theo các khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế. Đấy, vẫn thực hiện nghiêm túc cái 5K. Đấy, ở tại các đợt tàu thì chúng tôi thực hiện cái phun khuẩn khử trùng, rồi thực hiện giãn cách tại các chỗ mua vé, yêu cầu đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế. Vẫn thực hiện đầy đủ. Dịch COVID-19 hiện đang diễn biến rất phức tạp và vì thế chuyện ngành đường sắt tiếp tục bị lao dốc về doanh thu, thua lỗ là rất khó tránh khỏi.